Anh Thọ là anh hả? Anh Thọ là anh đó hả? Này chắc anh để hồi đổi áo em mờ quá, tưởng nó bự con. Để nè. Cái này là thuốc sát trùng nha, tặng cho trại nuôi để mình tuần lễ mình chịu khó mình xịt sát trùng. Này trại anh Thọ ở Vĩnh Long. Em vô coi ha. Đợt này tắm rửa đã. Nước khoai lá thì mới bơm cho nó Nước này có mặn à, không nhẹ không đến hai không? Để ý nha, nước mặn tắm nó rụng lông á. Nữa nữa mình nuôi khu này thôi hả? Có bung ra thêm không? bung ra. Chắc phải bung ra chứ, này 500 con không mà. Này diện tích như ta. Hai Cái sàn không là 50 rồi đừng chậm trăm mét vuông, trăm mét vuông 500 con thì sợ lớn nó chặt à. Này cắt nhỏ chưa? chưa mới ra chích ngừa hôm qua Ừ. đừng lấy 10 gói người cái người kia của chồng người không mỏ Ừ, hơi mở nó nha. Giai đoạn nó ra lông nó sợ nó cắn. Sàn này đi được không? Tôi thử đi. Mọi người thấy là nuôi sàn thì là mình nó vừa tiết kiệm không gian mà vừa sạch sẽ, mình nuôi được số lượng vịt nó nhiều, nó không cần thiết là mình phải rộng rộng rãi thênh thang, rồi có cái sàn là mình ăn uống sạch sẽ. Nó làm cái hồ tắm, cái hồ tắm đã quá ha. Hồ tắm này mình làm sâu xuống khoảng 5 tấc cỡ trưa này nó mê tắm lắm. Với lại lưu ý là mọi người làm cái hồ tắm cặp mấy sàn nha, vịt tắm không bao giờ dơ. Này cỡ mấy ngày anh cho tắm à? Nó lúc mà mình bắt đầu cho tắm là mấy ngày? tắm là 10 ngày 10 ngày là vừa, sau tuần lễ là được rồi. Mới nuôi con này đầu tiên luôn hả? Đó thì những anh chị nào mà còn nhát thì thật sự nó cũng không có gì khó khăn, chủ yếu là đầu tư được cái chuồng. Cái chuồng này làm hết nhiêu tiền? 20 triệu 20 triệu là luôn hết trơn luôn 50 cái chuông. Cây lá là mình dựng lên luôn á. Còn này cái hồ có sẵn hả? hồ đào luôn Là mình mới đào luôn mới đào luôn. này đó là lít cam Ừ. bưởi khá là đào luôn Đào bằng cua be hả? Đang tay. đào máy phút Ừ. Tưởng nó đào tay. Đó thì đơn giản thôi ha. Chỉ làm cái nhà sàn 50 mét vuông hả ta, với sân chơi khoảng hồ tắm lên khoảng 50 nữa là 100, là nuôi được 500 con. Nếu mà tầm khoảng tháng rưỡi 2 tháng mà thấy nó chặt thì bung ra thêm nha, còn nếu mà thấy nó ổn thì thôi. Tại thấy chuồng trại mình ổn định là mình cũng không cần thiết phải rộng quá đâu. Hôm nay cái chuồng đơn giản, không có gì phải phức tạp. Đây là sân chơi có bóng cây ánh nắng nè, đáp ứng đủ yêu cầu ha. Hay thật quá em xịt lên máy cho nó mát Thọ nay nhiêu tuổi? Thấy con trẻ rồi đấy hả? Con chín nè. Có vợ chưa? chưa Chưa hả? Để coi có anh chị nào coi video với dòng này. Này bữa như nghe nói có trục trặc, em quay lại gần gần em đứng xa quá nói nghe không nghe. Bữa giai đoạn nhỏ nó bị mấy ngày? nó bị mấy ngày đầu em tưởng đâu nó bị đè ai ngờ nó bị E. coli gì đó À, nó E. vô cái coli bại liền huyết là anh Trang nó có ghé xử lý rồi hả? em điện anh Trang thì nó nói mua mua thuốc đó, lo doxy ra cho uống Lo rô si hoặc genta rô si gì cũng được, nó trị bại huyết thì uống là im rồi ha. Heo heo khoảng nhiêu con? 40 con Con này chống chắc luôn. Dịch này nay 3 tuần với ta trên anh trên hả? nghe được 26 ngày 6 này khoảng tuần nữa chích tủ chồng nữa rồi.
Ủa chồng làm thêm mỗi cúm gia cầm nữa là sao? Ủa thức ăn mình bỏ mình nghiền nhuyễn ra hay là Bao nhỏ chứ ví dụ đâu còn loại lớn nào. Này đâu nhỏ. loại nhỏ để chút nó giao cám cám nay giảm 5.000 bao nữa. Cái sàn này đó làm là 20 triệu hả? Hết chân cái chuồng trại bao quanh người hồ tắm luôn là 20. Lạp lá vậy mát nè, 20 mà công nhân công ở nhà nha chứ không. công nhà đúng không? Cây này là mình mua luôn hả? Đây cái nhà cũng có luôn, che này che gai nhà có. Nếu mà tính này nọ chi phí cho 30 đi, nếu mà tính công ngoài cây ngoài 25. 55, ở đó vườn cam của mình như mấy công lận thọ 15 đó. 5 công. Bữa thọ có qua tất niên lên cơ sở không ta? Vậy mấy mấy ông đi không làm mà người không đi lại làm. Hả? Cam này là thu hoạch rồi hay sao? Thấy nó Dài lắm mà già quá vậy. 6 năm Vậy là mình còn khai thác nữa không? dạ Còn khai thác nữa không? nó ra tự nhiên rồi ăn được nhiều Rồi sao mình không quy hoạch lại? có trồng sen chanh ở dưới giữa rồi. Ở đây nước ra vô đã quá. Nước này là mình bơm hay là tự nước sông nó ra vô? Nước lớn thì thay vô Nó sẽ thấy cao hơn mực nước sông mà ta. Mình bơm vô hay là nó tự chảy vào vô ra thay luôn hả? còn cái này ống bọng riêng chuồng Cái này ống bọng riêng ao mình đào đây là nước tự ra vô hay là sao? thả ra tự nhiên ra vô thoải mái luôn Hèn ống chi bọng thấy riêng nước nghe nó trong cũng khe. Đã gần sông nuôi vịt đá kìa. Ồ, xin lỗi nha. Đó thì cái mấy món ăn này là mình mua ha, tự chế. mua cái máng này rồi cắt ăn vô. Cũng chịu nghiên cứu tìm tòi làm quá. Ví dụ như vậy Chú Vũ cũng làm chứ đâu có cần phải để nhiều máng gì đâu, để nhiều quá nó thấy nó rối lại nó chật. Giờ rút bớt ra, chủ yếu là lúc nào trong máng cũng có thức ăn rồi hết hết khoảng nửa tiếng đổ vô nữa được rồi, đó cần phải để tùm lum nhiều. Ủa sao không làm cả này làm máng uống tự động được rồi, chăm gì cực kia. chưa có thời gian chứ cắt ống ra làm cho nó Ừ cỡ này mà đi còn để bình uống vậy là cực lắm, đâu đi đâu được, nó uống chừng chút xíu hết rồi. Ngày mai coi rảnh làm cái máng uống nè, chỉ với nè, làm ngang giữa chuồng luôn, biết sao không? Để cho con vịt đi qua lại nó thấy nước đó, nó uống nước nhiều mau mau lớn, chứ mình làm đừng làm ngay góc, làm ngay giữa chuồng này luôn à, nó đi qua đi lại gặp nước cái nó uống nó nhảy qua được mà, đâu có cản đường đi đâu. Mua cái phao một, làm một máng nữa rồi đừng làm nhiều, làm từ đây qua tới đó luôn, nó làm một máng dài vậy đó rồi cho nó uống thôi chứ khỏi không cần thiết phải làm nhiều. Rồi rút bớt ba cái máng ăn này ra để nhiều quá nó rối. Đây là trại của anh Thọ Vinh Long nha, rồi mình lên trại của anh Vũ ở gần bên nữa, hôm nay mình bắt cái bài vịt đó của anh Vũ thì mình sẽ quay cho mọi người xem. Thì về chuồng trại, về cái cách nuôi đây là anh Thọ cũng mới mới nuôi thì thật sự nó cũng không có gì phức tạp đối với những người mà mới mới chuẩn bị làm hoặc là muốn làm, thì tham khảo chỗ trại anh Thọ này chi phí chuồng trại này nó cũng tầm khoảng hơn 20 triệu thì mình nuôi được 500 con. Rồi, mọi người nhớ theo dõi kênh TikTok và YouTube để nhớ follow để theo dõi những video tiếp theo. Chào mọi người nha.